Mỹ hả? Không, không biết. Con Mỹ Lai là con còn ở Việt Nam là mẫu thi tại em đi học là con Mỹ Lai. 12 lập đích là nó chặn đường, nó quýnh. Thành em học, hồi đi học, chung học ở đây học không được. Học là con Việt đang chặn đường đánh. Actually, it looks like this beach has just about everything. Is there anything that it lacks? American girls! Say. Well, there are girls down the other end of the beach, though. They're off limits to me. They're goobs. Yeah. You know, slant-eyed, they're no good. Hồi em mới đẻ ra không có thấy cha, mà chỉ biết mẹ. Giờ mẹ em đi theo ba sao mất rồi. Bây giờ có vụ đăng ký, em ra đăng ký để đi có hình em kiếm cha em thôi. Biết tên cha không? Biết. Tên cha là tên gì? Vâng, Phi biết. Có biên anh sao lưng không? Không. Tên cha biết làm sao? Em không biết chữ. Em. How did you say the name? Nói tên cho lại. Em đâu có học đâu mà em nói. Ở xứ Mỹ là cũng người cùng quê cha. Cha mình ở đó giờ ở sống bệnh. Giờ là đó chiến tranh qua đây á, chị bỏ rơi rớt những đứa con lai ở bên đây. Xứ Mỹ là cái gì? Cha về. Em này nói xứ Mỹ là cái gì? Xứ Mỹ là dòng họ. Xứ Mỹ là dòng họ là cha mẹ mình. Mình phải kiếm cha mẹ mình về bển ở cho sung sướng cuộc đời một tí, chứ ở bên đây đánh đập đuổi quá cậu ơi. Mẹ người Việt Nam mà nói mẹ gì? Việt Nam mà đi với mẹ cha từ hồi lúc trước giải phóng tới giờ, mất tích tới giờ luôn. Mẹ em đâu? Mẹ em đi với cha từ trước giải phóng tới giờ. Mẹ đi Mỹ rồi hả? Mà tại sao để trở lại? Thì còn nhỏ, lúc còn nhỏ đó thì giải phóng vô rồi cha mẹ bỏ rơi rồi. Mà biết chắc chắn mẹ đi Mỹ có địa chỉ không? Lúc trước thì có, thì mất tích mấy năm nay luôn rồi. Tên gì, mẹ tên gì có nghe nói? Nguyễn Thị Ngọc Sương. Nguyễn Thị Ngọc Sương. Nguyễn Thị Ngọc Sương phải không? Còn cha tên gì? Cha tên là McCoy. McCoy. When it's Christmas out in Ho Chi Minh City kitty say papa 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 Sam. This Amerasian boy from Da Nang is wearing a dog tag that says Ronald L. Robinson, Presbyterian positive. That must mean his blood type. Em cắt đĩa, em kiếm cái này ở đâu rồi? Em gặp người ở quê. Chị tổ của má. Em nói to to lớn lên. Chị tổ của má. Cái tủ để mặt thờ của má. Bây giờ mở ra tôi thấy hơi đen vậy. Con biết cha là ai không? Thì con nhỏ mà chết không biết gì. Go straight to hell, boy. Oh, Papa Sam, please take me home. He say he love me, you know, so I been get married. I don't know, first time I don't know how to speak English. So how old were you? How old am I now? How old were you when you met this American? Oh, about 30, 31. Did he marry you? Yes. What is his name? Russell.